Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, kéo theo việc tích trữ hàng hóa cũng nhiều hơn. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất thuộc các khu cụm công nghiệp. Đây là buổi kiểm tra đột xuất về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Văn, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất bao bì cạc tông, đóng tại khu công nghiệp V-Ship 2A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất 11 triệu mét vuông giấy một tháng, công ty tiến hành chia 3 ca sản xuất trong ngày. Và như vậy, các xưởng sản xuất của công ty Lập Văn luôn hoạt động 24/24 giờ. Cộng với nguyên liệu sản xuất chủ yếu là giấy, bao bì, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, đoàn đã tập trung kiểm tra công tác thường trực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở công ty, cùng hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Là một công ty làm về ngành giấy và có hoạt động sản xuất vào ban đêm, thì ban quản lý nhà máy cũng như các công nhân viên của toàn công ty thì đang triển khai các vấn đề như tăng cường kiểm soát các cái về an toàn về điện, như kiểm tra điện, các cái tủ điện, đường dây điện, truyền tải điện. Là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp và thương mại dịch vụ, Bình Dương hiện có hàng ngàn công ty nhà máy sản xuất với quy mô lớn, cùng hàng loạt chung cư nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm thương mại, tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Bến Cát. Vì vậy, đợt kiểm tra bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp, chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được coi là giải pháp quan trọng, góp phần ngăn ngừa và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Qua cái đợt kiểm tra này, tôi thấy là rất là hữu ích cho khách sạn chúng tôi. Các đồng chí đã chỉ ra cho chúng tôi rất là nhiều cái khuyết điểm mà bên khách sạn đang vẫn còn tồn tại. Ví dụ như trong cái khu vực bếp mà khi các nhân viên họ bố trí các cái ổ điện chưa phù hợp, hoặc là có những cái đường dây điện nó chưa được đúng theo cái quy định, thì hôm nay chúng tôi sẽ cho thay, lập tức thay và sẽ điều chỉnh ngay lập tức. Hướng tới tập trung làm sao là đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong cái việc mà sử dụng hệ thống điện, trong công tác quản lý bảo quản các cái hàng hóa vật tư nguyên vật liệu, các cái nguồn nhiệt vân vân có thể mà xảy ra cháy, rồi nâng cao cái chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh việc sát sao của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền vận động cũng như xử lý các trường hợp vi phạm, thì ý thức của mỗi chủ cơ sở, đơn vị doanh nghiệp và người dân vẫn là quan trọng nhất, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ cũng như hạn chế về thiệt hại đến tính mạng và tài sản do cháy nổ gây ra.